Yes. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng và trong câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức trong nhóm tập mãi mãi trường tồn. Chào mừng chúng ta đã quay trở lại chu kỳ livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính mà mình mong muốn trong chu kỳ tháng 11/2021 này. Ta hãy chờ đợi một vài phút để tất cả những anh chị em cùng kịp tham dự livestream ngày hôm nay với chúng ta nhé. Và trong lúc chờ tất cả những anh chị em cùng kịp tham dự livestream, mình hãy chia sẻ video và tặng tất cả những người bạn chúng ta yêu thương nhất để tất cả chúng ta cùng tham dự nội dung livestream ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng ta đến với livestream ngày thứ 12, 6 quy luật của vũ trụ phân ai. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi một vài phút nữa nhé. Và trong lúc chờ đợi thì Phương tranh thủ thời gian để ôn lại những kiến thức của livestream ngày hôm qua, livestream về 6 quy luật của vũ trụ phân 1 ạ. Quy luật đầu tiên, một trong 6 quy luật đầu tiên đó chính là quy luật tập trung. Cái gì tập trung thì cái đó sẽ mở rộng. Và để ứng dụng quy luật tập trung này thì chúng ta phải cần làm như sau ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ tập trung thẳng vào kết quả, tập trung vào những tư duy hỗ trợ cho sự thành công và giàu có của chúng ta. Và chúng ta cần loại bỏ những cái tư duy không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Chúng ta hãy loại bỏ những tư duy không hỗ trợ cho sự thành công giàu có ra ngoài. Và chúng ta sẽ thay đổi tư duy ngôn ngữ tích cực một chiều, thay đổi cái ngôn từ của mình thành một ngôn từ tích cực một chiều, tập trung thẳng vào thành công để thành công mở rộng cho chúng ta. Phương ví dụ như hàng ngày chúng ta tập trung vào những cái tư duy như thế này: công việc kinh doanh của tôi càng ngày càng thành công, sức khỏe của tôi càng ngày càng tốt lên, nếu ngày một tốt lên, hay là tôi càng ngày càng phát đạt trong tất cả những lĩnh vực, làm giàu nhàn nhã thành thơi kiếm rất nhiều tiền, hay là đi ăn cùng với những người giàu, hay là vừa giàu vừa thơm, đúng không ạ? Tôi có tâm sáng, tâm nhìn lớn, hay là thành công nối tiếp thành công. Đó là những cái tư duy tích cực mà hỗ trợ cho sự thành công giàu có của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta hãy tập trung thẳng vào sự thành công, tập trung thẳng vào kết quả mà chúng ta mong muốn nhất. Và trong sự tập trung, trong quy luật tập trung thì chúng ta sẽ có hai level. Level đầu tiên là tập trung toàn thời gian. Tập trung toàn thời gian tức là trong một thời gian chúng ta chỉ tập trung làm một công việc thôi. Và khi chúng ta tập trung 100% sức lực cũng như cái trí tuệ của mình vào cái công việc đó thì chúng ta sẽ đạt kết quả là 100%, đúng không ạ? Chúng ta hãy học thật kỹ bộ công thức này, bởi vì đây là bộ công thức của nguồn lực, của sức mạnh tiềm thức, để tất cả những quý nhân phù trợ, của tất cả những cái khách hàng tự động gõ cửa mua hàng cho chúng ta, của tất cả những nguồn lực ở bên ngoài để giúp cho chúng ta đạt những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Và level thứ hai của sự tập trung là làm nhiều công việc cùng một lúc. Có nghĩa là chúng ta sẽ tập trung 100% sức lực và tâm trí của mình để hoàn thành một công việc trong một thời gian hạn định. Sau đó chúng mình lại tiếp tục tập trung 100% sức lực cũng như tâm trí của mình để hoàn thành một công việc B trong một thời gian hạn định, đúng không ạ? Và trước khi bắt đầu vào công việc kinh doanh, trước khi bắt đầu vào một công việc kinh doanh nào thì tốt nhất chúng ta phải quản trị tốt cái dòng thời gian của mình đã. Ví dụ như là gì, lúc mà mình ở cùng với gia đình của mình thì mình hãy tập trung toàn bộ thời gian cho gia đình của mình, không tập trung vào những cái việc khác, không tập trung là vào công việc làm ở cơ quan, đúng không ạ? Sau khi mình dành thời gian cho gia đình mình xong rồi thì mình hãy tách biệt ra, mình sẽ dành toàn thời gian cho công việc trong cái lĩnh vực mình đang làm. Ví dụ như là lĩnh vực kinh doanh, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta phân biệt được như vậy, chúng ta tách biệt được như vậy thì tất cả những công việc của chúng ta đều hoàn thành một cách xuất sắc nhất, một cách trọn vẹn nhất và đạt được kết quả là 100% nhất, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu
chúng ta hãy bắt đầu luyện tập từ những công việc nhỏ trong gia đình của chúng ta trước. Sau đó thì khi chúng ta có nhiều việc lớn hơn thì cái level của chúng ta bắt đầu tăng lên. Và muốn lên được level 2 thì bản thân chúng ta phải có sự luyện tập trong dài hạn ở level 1 đã, rồi sau đó mới lên được level 2, đúng không ạ? Mình hãy tập trung kỷ luật, thông minh kỷ luật và tập trung cao độ, tập trung trong một thời gian dài hạn thì bản thân chúng ta từ nâng cấp được mình lên ở level 2. Và cái quy luật số 2 của vũ trụ mà ngày hôm qua chúng ta cùng nhau chia sẻ đó chính là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là gì ạ? Những tư trường năng lượng cùng những tư duy thì giống nhau thì hấp dẫn lẫn nhau, đúng không ạ? Những ví dụ như là những người giàu thì hút những người giàu này, đúng không ạ? Những người chưa giàu thì hút những người chưa giàu. Người giàu thường chơi với người giàu, người nghèo thường chơi với người nghèo, đúng không ạ? Hay như là những học sinh giỏi thì hút những học sinh giỏi chơi với nhau, và những học sinh cá biệt thì chơi với những học sinh cá biệt. Những người giống nhau thì họ sẽ tìm đến với nhau để chơi với nhau, để làm việc với nhau, đúng không ạ? Và trong công việc kinh doanh của chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người có tâm sáng, tâm nhìn lớn thì sẽ hút về với mình những cái mối quan hệ đối tác là những người có tâm sáng, tâm nhìn lớn. Như vậy thì đó là điều hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Xung quanh chúng ta đều ta quan sát thì chúng ta thấy rất rõ là quy luật này. Như vậy thì trong vũ trụ ba la này tồn tại những quy luật bất biến. Cho dù chúng ta biết hay không biết, chúng ta không mong muốn hay là mong muốn gì, nó vẫn tồn tại. Chính vì thế chúng ta hãy đặt ra cho mình, chúng ta không đặt câu hỏi là vì sao vũ trụ lại vận hành như vậy, vì sao vũ trụ lại có những cái quy luật như vậy, đúng không ạ? Mà chúng ta nên hỏi rằng là vũ trụ vận hành như vậy, vũ trụ tồn tại những quy luật như vậy, thì bản thân chúng ta phải ứng dụng quy luật này như thế nào để giúp cho mình thành công hơn, để giúp cho mình đạt được những mục tiêu hơn, đúng không ạ? Đó mới là câu hỏi vô cùng quan trọng cho chính bản thân mình. Thế thì muốn hút được người giàu khi mà chúng ta chưa giàu có thì chúng ta phải làm gì trước ạ? Muốn hút được mối quan hệ chất lượng, những người giàu, những người thành công đến với mình mà khi mà mình chưa là người thành công, là người giàu có, thì điều đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là mình phải thay đổi suy nghĩ của chúng mình trước, đúng không ạ? Mình phải thay đổi tư duy trước. Khi mà tư duy của chúng ta thay đổi thì những người xung quanh chúng ta cũng thay đổi theo, và những nguồn lực xung quanh chúng ta, những tư trường năng lượng của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Khi bản thân mình là người có năng lượng, là người có năng lượng cao, năng lượng tuyệt vời, thì hút đến với mình những người, những mối quan hệ cũng có tư tưởng năng lượng giống như mình, đúng không ạ? Mình là người có tâm sáng, tâm nhìn lớn thì mình sẽ hút đến với mình là người có tâm sáng, tâm nhìn lớn. Và khi chúng ta mạnh lên thì chúng ta bắt đầu hút những đội nhóm, những công việc đến với chúng ta. Và những đội nhóm, những công việc đó sẽ được hình thành dựa trên nền tảng tư duy của chúng ta. Đội nhóm phát triển như thế nào, công việc kinh doanh của phát triển như thế nào, quy mô trong công việc kinh doanh của chúng ta tăng trưởng như thế nào, nó phụ thuộc vào bộ tư duy công việc của mình, nó phụ thuộc vào cái điểm xuất phát của mình. Có nghĩa là thế giới bên trong sẽ tạo ra thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Chính vì thế bản thân chúng ta mong muốn có những mối quan hệ chất lượng, những đối tác chất lượng, thì mình phải trở thành người mạnh nhất, mình phải trở thành người chất lượng nhất. Bởi vì thực tế rằng là tất cả những người mạnh, những người thành công giàu có không bao giờ chơi với những người yếu, đúng không ạ? Theo chúng ta thì tất cả những người mạnh có mong muốn, có thích làm việc với những người yếu không ạ? Đương nhiên là không, phải không ạ? Phải dựa hợp tác, dựa trên thế mạnh của hai bên, hợp tác win-win. Chính vì vậy chúng ta phải phát triển mình lên một cách mạnh mẽ, nâng level mình cao lên thì mình sẽ hút được, sẽ làm việc với những mối quan hệ cao hơn, đúng không ạ? Mấy tầng nào thì sẽ hút được mấy tầng đó. Chính vì thế mình muốn đội nhóm của mình, công việc kinh doanh của mình, quy mô của mình tăng trưởng lên một cấp cao hơn, thì bản thân mình phải
cao hơn, bản thân mình phải là người chất lượng. Đó chính là quy luật số 2. Và quy luật số 3 đó là quy luật trong ngoài. Quy luật trong ngoài thì thế giới bên trong tạo nên thế giới bên ngoài, phải không ạ? Thế giới hữu hình tạo nên thế giới vô hình. Như vậy thì tư duy sẽ tạo nên kết quả. Tư duy sẽ tạo nên kết quả, đúng không ạ? Gốc rễ sẽ tạo nên hoa trái. Hiện nay thì gia đình của chúng ta là kết quả của chúng ta, đúng không ạ? Kết quả về tư duy suy nghĩ của chúng ta. Hay như là tài chính của chúng ta hiện nay cũng là kết quả của tư duy tài chính của chúng ta. Và mối quan hệ cũng là kết quả, sức khỏe cũng là kết quả. Thế thì chúng ta mong muốn thay đổi tất cả các điều trên thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải thay đổi cái bộ tư duy ở gốc rễ trong đầu của chúng ta trước đã. Hãy cài đặt lại nhiệt kế tài chính của chúng ta theo mức mà chúng ta mong muốn. Phương ví dụ như là gì ạ? Chúng ta mong muốn mình trở thành là gì? Mình trở thành một người thợ may giỏi thì chúng ta phải gặp gì ạ? Phải gặp những người giỏi nhất trong ngành may, giỏi về cả lý thuyết cả về thực hành, đúng không ạ? Có như vậy thì mới giúp cho chúng ta có những kinh nghiệm cũng như những bài học để giúp cho chúng ta trở thành một người thợ may giỏi được. Và nếu chúng ta mong muốn thành công thì chúng ta phải học những người thành công, đúng không ạ? Trong công việc lĩnh vực tài chính chúng ta cũng vậy, lĩnh vực kinh doanh chúng ta cũng vậy. Mình kinh doanh ở lĩnh vực nào thì mình muốn thành công ở lĩnh vực đó thì mình phải tìm những người thành công trong lĩnh vực đó rồi, để họ sẽ chia sẻ cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm của họ để giúp cho mình thành công hơn. Con đường dẫn đến thành công của mình sẽ ngắn hơn, đúng không ạ? Dễ dàng hơn. Và Donald Trump có một câu nói như thế này ạ: kiến thức đúng nhưng chưa đủ, kiến thức đúng phải ứng dụng vào thực tế và có kinh nghiệm thành công thì mới được gọi là kiến thức đúng. Quá chính xác, quá tuyệt vời, đúng không ạ? Một kiến thức đúng trong sách là những cái kiến thức đúng, đúng không ạ? Nhưng mà những kiến thức đúng đó không được ứng dụng vào thực tế thì chưa có kinh nghiệm trải nghiệm vào thực tế thì nó không tạo ra được kết quả, thì nó không được gọi là kiến thức đúng, đúng không ạ? Hay như trí tuệ người Do Thái có một câu nói là gì ạ? Những kiến thức ở trong sách, những kiến thức đó là không được ứng dụng thì là những kiến thức chế. Và những kiến thức mà trong sách vở đưa ra ứng dụng ngoài thực tế tạo được những kết quả là những kiến thức sống, đúng không ạ? Chính vì thế chúng ta khi đọc sách thì chúng ta phải đưa những kiến thức từ đọc sách ứng dụng áp dụng vào thực tế để tạo cho mình những kết quả. Như vậy thì mới gọi là gì ạ? Đọc sách chiêm nghiệm ứng dụng để tạo cho mình kết quả vô cùng tuyệt vời. Bản thân Phương cũng là một người rất là giỏi về cả hai lĩnh vực mà Phương đã ứng dụng về sức mạnh của tiềm thức. Mình muốn thành công trong lĩnh vực tài chính thì mình phải đi tìm người giỏi về thành công về tài chính để mình ứng dụng tạo ra kết quả cho mình. Và mình muốn là một người giỏi nhất trong lĩnh vực ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính mà mình mong muốn thì mình phải tìm người ứng dụng sức mạnh tiềm thức giỏi nhất rồi, người đã tạo ra được những kết quả vĩ diệu rồi. Chính vì thế bản thân Phương cũng như tất cả những anh chị em thì đã được bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức Trần Dung là người mà ứng dụng thành công của bộ công thức này, là người tạo ra bộ công thức này giúp cho chúng ta đạt những cái kết quả mà chúng ta đã đặt ra. Thì khi mà mình ứng dụng bộ công thức này đạt kết quả rồi thì mình lại tiếp tục chia sẻ, đúng không ạ? Càng chia sẻ cho những nhiều người bạn biết bao nhiêu thì bản thân mình lại thấm nhuần cái bộ công thức này, giúp cho mình càng ngày càng ứng dụng đạt được những kết quả tuyệt vời hơn nữa. Chính vì thế là lúc này thì mình đã trở thành là người giỏi nhất trong cái lĩnh vực mà hiện tại mình thích, mình kinh doanh, mình làm việc, đúng không ạ? Đó chính là lĩnh vực sức mạnh tiềm thức mà Phương vô cùng là yêu thích, bởi vì Phương hiểu được rằng là sức mạnh tiềm thức là một bộ môn khoa học và tiềm thức của chúng ta là một mảnh đất màu mỡ. Và mảnh đất màu mỡ thì nhân gieo trong bất kỳ hạt giống nào, muốn cái mảnh đất màu mỡ đó tạo cho chúng ta
những cây trái như chúng ta mong muốn thì chúng ta phải gieo vào đó những hạt giống tích cực, những hạt giống tốt đẹp nhất của cuộc sống hiện nay. Chính vì thế là mình mong muốn có kết quả như mình mong muốn, kết quả của sự thành công giàu có, thì mảnh đất màu mỡ này phải được gieo trong những cái hạt giống về sự thành công và giàu có, đúng không ạ? Gốc rễ sẽ tạo nên hoa trái cho chúng ta, đó là điều mà chúng ta phải tâm đắc nhất, phải biết, phải để ứng dụng. Và khi mà học sức mạnh tiềm thức thì Phương mới hiểu ra được rằng là muốn thành công và giàu có thì chúng ta phải, việc đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức về tài chính, phải có kiến thức về tài chính trước. Sau đó từ cái nền tảng kiến thức về tài chính đó thì chúng ta ứng dụng với sức mạnh tiềm thức bên trong bản thân mình nữa, thì sẽ hồi tụ cho chúng ta những cái hạt giống vô cùng tuyệt vời của sự thành công giàu có để mình gieo vào tầng tiềm thức của mình. Thì khi mà mình có tư duy của những người thành công, tư duy của những người có tổng tài sản là 23 nghìn tỷ, thì đương nhiên kết hợp với quy luật của vũ trụ nữa sẽ hút cho chúng ta những nguồn lực để giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu tương xứng với cái tư duy gốc rễ của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì hàng ngày việc làm của chúng ta làm những công việc gì để mình ứng dụng được quy luật trong ngoài này? Việc làm đầu tiên đó là chúng ta sẽ đọc 17 tư duy triệu phú của đa triệu phú đô la TH Baker, đúng không ạ? Ít nhất là 2 lần mỗi ngày. Khi mà chúng ta đọc 17 tư duy triệu phú này để chúng ta tái thiết lập lại cái bộ tư duy gốc rễ bên trong của mình thành bộ tư duy gốc rễ của những người thành công và giàu có, đó chính là mình sẽ cài đặt lại cái nhiệt kế bên trong mình. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ phải tự đọc sách, phải tự học tự đọc, và cấp học cao nhất của con người chúng ta đó là tự học và tự ngộ, đúng không ạ? Một năm chúng ta chỉ cần đọc 50 quyển sách thôi là chúng ta đã trở nên vô cùng xuất sắc rồi ạ. Và bản thân Phương hơn một năm qua, từ khi mà mình biết đến gần 3 năm rồi, từ khi mình biết đến câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng thì Phương đã đọc rất nhiều quyển sách, vô vàn quyển sách luôn, sách toàn là sách về của những tỷ phú triệu phú viết, về những cái kiến thức trong đầu tư kinh doanh cũng như những kiến thức về sức mạnh tiềm thức để giúp cho mình có cái nền tảng về kiến thức tư duy này, về phát triển được cái tầm nhìn của mình lên, cũng như mình biết được cái bộ công thức của nguồn lực, cũng như những cái kiến thức mà sức mạnh tiềm thức giúp cho mình phục được những mối quan hệ chất lượng để mình ứng dụng bộ kết hợp giữa hai bộ tư duy đó để mình đạt được những kết quả mà mình mong muốn nhất. Tất cả những người giàu, những người thành công trên thế giới mỗi ngày họ đều đọc sách. Hay như là người giàu nhất thế giới đó là gì? Người giàu bác Bill Gates, ngày nào bác cũng đọc sách liên tục, thời gian đọc sách rất là nhiều. Và bác Bill Gates bảo là gì ạ? Hiện nay thì kho tàng tri thức của nhân loại quá giỏi, chính vì thế chúng ta hãy khám phá cái kho tàng tri thức của nhân loại này. Ông chủ của Tesla Motor thì ông đã nói rằng là muốn thành công thì phải sử dụng 10 tiếng để đọc sách và 8 tiếng để làm việc. 10 tiếng để đọc sách, 8 tiếng để làm việc. Như vậy thì mình trau dồi tư duy, kiến thức của mình lên. Cái thời gian đó nhiều hơn cái thời gian làm việc của mình, đúng không ạ? Cũng giống như có một câu chuyện là Mai rêu, đúng không ạ? Khi mà mình đưa cái rêu vào trong rừng để mình chặt cây thì dành 8 tiếng để chặt cây, thì thay vì 8 tiếng đó chặt cây với một cái rêu cùn thì nó sẽ không mang hiệu quả cho mình. Thì thay vì đó thì mình lại dành ra 6 tiếng để mai rêu trước đã. Sau khi rêu sắc rồi thì mình chỉ cần 2 tiếng để chặt cây, nó đạt hiệu quả tốt hơn, đúng không ạ? Và mỗi ngày thì chúng ta hãy dành ra là 10 tiếng để đọc sách và 8 tiếng để làm việc. Đó là lời khuyên của ông chủ Tesla Motor ạ. Hay như là Jeff Bezos cũng là người giàu nhất thế giới thì ông dành toàn thời gian để tự đọc sách và tự nghiên cứu.
từ đọc sách và từ nghiên cứu, hay như là bác Warren Buffett cũng vậy ạ. Ông cũng là một người vô cùng nổi tiếng về đầu tư. Và bác ấy nói là hiện nay có quá nhiều tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại, thời kỳ nào cũng có. Chính vì thế chúng ta hãy đọc sách, chiêm nghiệm và ứng dụng. Phương ví dụ như là quyển sách mà Phương đã đọc qua, đó chính là quyển Người giàu nhất thành Babylon, có từ 100 năm trước. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta vẫn đang đọc sách và ứng dụng chiêm nghiệm những tư duy kinh doanh trong quyển sách này. Đó, một trong những cái tư duy đó chính là gì ạ? Luôn luôn đầu tư gia tăng tài sản hàng tháng. Những cái tư duy vô cùng tuyệt vời mà cách đây hơn 100 năm, hiện tại bây giờ chúng ta vẫn ứng dụng. Và Phương tin chắc rằng là sau 200 năm nữa, 100 năm, 200 năm nữa thì chúng ta vẫn sử dụng quyển sách này, vẫn sử dụng những tư duy này cho cái công việc kinh doanh của chúng ta. Hay như là quyển sách Sức mạnh tiềm thức, đúng không ạ? Có từ 50 năm trước rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta đang sử dụng và áp dụng vô cùng là hiệu quả. Như vậy thì sau những thế hệ sau của chúng ta thì đương nhiên những quyển sách này nó vẫn tồn tại, và vẫn được tất cả mọi người ứng dụng, đọc những tư duy trong sách và ứng dụng để tạo những kết quả tuyệt vời ạ. Chính vì thế chúng ta hãy mua sách và hãy đọc sách của những người giàu nhất hành tinh này, những người giàu nhất thế giới, những người giàu nhất, những bộ tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại. Chúng ta hãy mua sách để đi đọc, và đặc biệt nữa là chúng ta phải tìm kiếm cho mình một môi trường có những người bạn cùng đọc sách, cùng chia sẻ những kiến thức trong kinh doanh, đầu tư, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ. Chúng ta tìm kiếm cho mình một môi trường chất lượng như vậy để chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày, giúp cho mình giỏi lên, đúng không ạ? Bởi vì đọc sách một mình thì rất là tốt rồi, nhưng mà tốt hơn nữa thì chúng ta có những người bạn cùng đồng hành với mình, thì mình sẽ có động lực mỗi ngày, sẽ có niềm vui hơn, và sẽ có được nghe sự chia sẻ giúp cho chúng ta có nhiều góc nhìn hơn, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hãy tìm cho mình một môi trường ạ. Rồi, và bước số 3 nữa, và khi đọc sách xong rồi thì chúng ta phải ứng dụng, biến tất cả những cái tư duy trong sách của đó ra kết quả, ra thực tế để tạo được những kết quả thật. Và khi mà chúng ta ứng dụng tạo được những kết quả thật rồi thì từ khắc tất cả những tư duy đó nó thấm sâu vào tiềm thức của chúng ta luôn, đó ạ, nó sống sâu vào tiềm thức chúng ta, thì làm cho bộ tư duy gốc rễ của chúng ta từ bộ tư duy gốc rễ của những người chưa thành công thành bộ tư duy gốc rễ của người thành công luôn. Đó chính là tư duy gốc rễ của chúng ta. Chính vì thế chúng ta hãy đọc sách rồi đưa những kiến thức trong sách ứng dụng vào thực tế để tạo được những kết quả. Đó là cách ứng dụng những cái công thức đó, những cái kiến thức đó vào tiềm thức của chúng ta một cách nhanh nhất. Phương ví dụ như khi mà mình học live stream, đúng không ạ? Học live stream thì ở live stream số 1 là hướng dẫn cho chúng ta cách thiết lập mục tiêu. Cách đặt mục tiêu thì có mấy yếu tố, và cơ chế hoạt động của tiềm thức là gì, làm thế nào để tiềm thức của chúng ta hưởng ứng những cái mục tiêu của chúng ta, hay như là 10 bí kíp của sức mạnh tiềm thức là gì. Khi chúng ta học về bộ live stream, học về sức mạnh tiềm thức thì chúng ta phải nhớ rất kỹ những kiến thức này để cần là chúng ta là đưa ra dùng liền, sử dụng liền. Có như vậy thì mới giúp cho chúng ta tạo được kết quả nhanh được, và giúp cho chúng ta nhớ những cái kiến thức đó một cách sâu trong rãnh sâu của tiềm thức của chúng ta luôn. Rồi, và bước số 4 để chúng ta ứng dụng luật trong ngoài nữa, đó chính là chúng ta cần tham dự những chương trình giáo dục tài chính chất lượng chuyên sâu. Bởi vì khi mình tham dự những chương trình chuyên sâu về tài chính thì giúp cho mình giỏi lên, giúp cho mình có cái tầm nhìn lớn hơn, tầm nhìn rộng hơn, phải không ạ? Tư duy của chúng ta được cao hơn. Cũng như Phương đã chia sẻ là việc chúng ta tìm kiếm cho mình một môi trường để đọc sách, để học tập đó, từ cái môi trường đó thì giúp cho mình giỏi lên mỗi ngày, cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công. Bởi đồng hành với nhau là những người cùng chung chí hướng, cùng chung tư tưởng năng lượng thì sẽ giúp cho chúng ta nhanh hơn,
hành động của chúng ta là ngày càng quyết liệt hơn đúng không ạ, mạnh mẽ hơn. Thì đó là quy luật số 3 là quy luật trong ngoài. Như vậy thì Phương đã ôn lại tất cả những kiến thức của live stream ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm 5 bước đầu tiên. Bước 1 là mình sẽ tổng kết ít nhất 3 thành công trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy tổng kết những thành công của mình nhé. Và bây giờ Phương sẽ đọc những thành công của Phương trong ngày hôm nay trước để chúng ta cùng nhau ăn mừng, để thành công nuôi dưỡng những thành công. Thành công đầu tiên của Phương ngày hôm nay đó chính là hoàn thành xuất sắc live stream ngày thứ 12 trong chuỗi chu kỳ live stream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức, để mình đạt chính xác kết quả mà mình mong muốn về tài chính. Đó là thành công đầu tiên. Và thành công thứ hai trong ngày hôm nay là dậy đọc sách 5 giờ sáng cùng với tất cả những anh chị em, nhận được nhiều kiến thức tư duy giúp mình giỏi lên mỗi ngày. Và thành công thứ ba trong ngày hôm nay là bỏ quyền tự do tài chính 50.000. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Rồi, và gì ạ? Bước thứ hai là chúng ta sẽ bỏ quyền tự do tài chính, kiểm điểm số dư và ăn mừng. Như Phương đã nói thì sáng ra là Phương đã để vào bỏ vào quỹ tự do tài chính này là 50.000 rồi. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta phải nhớ là việc bỏ quỹ tự do tài chính, bởi vì khi mình bỏ quỹ tự do tài chính thì tiềm thức của mình sẽ có một thói quen là gì ạ, tập trung thẳng vào cái số dư để giúp cho cái số dư của chúng ta mở rộng, đồng thời là thiết lập cho mình một thói quen quản trị dòng tiền mỗi ngày. Và bước số 3 là chúng ta sẽ tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Hãy đặt tay lên tim của mình cùng với Phương tuyên bố nhé. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là triệu phú lạ. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Bước thứ tư, mình sẽ tái thiết lập lại bộ tư duy công nghệ của mình bằng cách tuyên bố 17 tư duy triệu phú. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền và tài sản. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống những người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cử khôi. Tôi thực sự biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Cả cơ hội và tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm được số tiền và khả năng tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú lạ. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Và bước thứ 5 trong ngày là chúng ta sẽ liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày đã đạt được rồi. Với là bức tranh nghe thôi miên bức tranh kết quả tài chính 6 tháng. Đó là bước thứ 5. Ta phải nhớ là cái mục tiêu của mình, tập trung thẳng vào thành công của mình đúng không ạ? Tập trung thẳng vào cái mục tiêu 30 ngày của mình đã đạt được rồi. Đó là bước thứ 5 trong ngày. Chúng ta phải nhớ là làm liên tục đầy đủ tất cả 5 bước hàng ngày nhé. Làm đều đặn trong một thời gian dài hạn. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của live stream ngày hôm nay. Thì 3 quy luật nữa trong 6 quy luật đúng không ạ? 3 quy luật. Rồi, quy luật gì ạ? Luật tiếp theo đó là luật nhân quả. Luật nhân quả là mình sẽ gieo gì thì gặt được đấy. Gieo nhiều nhân tố thì gặt được một bầu trời quả ngọt. Thế thì chúng ta phải biết là gì ạ? Tìm những cái nhân, những cái hạt để mình gieo cho đúng đúng không ạ? Tránh trường hợp là mình gieo sai thì mình lại nhận những cái quả không tốt đúng không ạ? Chính vì thế là mình phải tìm những cái nhân tốt để mình gieo. Phương ví dụ như có rất nhiều người cũng
mong muốn gieo hạt, nhưng mà gì ạ, họ gieo cho những, họ gieo những cái kiến thức chưa đúng, những kiến thức chưa đúng, những kiến thức sai, thì gì ạ, thì sẽ nhận được những cái hậu quả là khôn lường, đúng không? Vì đương nhiên là gì, một kiến thức đúng thì chia sẻ cho nhiều người thì kết quả là nhiều người họ ứng dụng ra, và những cái kết quả, những cái quả đó nó sẽ lan tỏa ra, thì kiến thức đúng thì chia sẻ ra, thì những cái kết quả không tốt đến với họ thì một bầu trời quả không ngọt cho những cái người mà chọn không đúng nhân, cũng như chọn không đúng cái hạt để mình gieo, đúng không ạ? Chính vì thế việc làm quan trọng nhất trong cái quy luật luật nhân quả này là chúng ta phải chọn cho đúng nhân, chọn đúng hạt để mình gieo. Và theo quan điểm của Phương thì chúng ta trước khi gieo nhân thì chúng ta phải phải tham khảo tất cả những ý kiến của các chuyên gia, đúng không ạ? Ngay cả Donald Trump, ông ấy cũng nói rằng là trong cuộc đời của chúng ta cần phải có 3 chuyên gia cho mình. Thứ nhất, chuyên gia đầu tiên trong cái lĩnh vực mình đang kinh doanh. Một chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực mà chúng ta đang kinh doanh và đầu tư, đúng không ạ? Đó là chuyên gia thứ nhất. Bởi vì mình khi mình trong lĩnh vực mình kinh doanh thì có một chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực đó rồi, thì họ sẽ chỉ ra cho mình những cái kiến thức cũng như những cái tầm nhìn, đó sẽ giúp cho con đường của mình thành công trong lĩnh vực của mình nó sẽ nhanh hơn, ngắn hơn, đúng không ạ? Nó sẽ tránh những cái sai lầm, sai sót mà mình chưa từng trải, nhưng mà cái chuyên gia đó họ đã biết rồi, họ hiểu rồi, thì họ sẽ chia sẻ cho mình, giúp cho mình là tránh cái rủi ro cao nhất, giúp cho mình thành công dễ dàng nhất. Và một chuyên gia thứ hai trong cuộc đời của mình phải có nữa, đó chính là chuyên gia về tài chính. Xin chào bạn Hồng Thắm nhé. Xin chào bạn Hồng Thắm đã tham dự live stream ngày hôm nay của bạn Phương. Chúc Hồng Thắm một ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, an toàn, khỏe mạnh suốt cả cuộc đời. Một chuyên gia thứ hai mà mình phải có trong cuộc đời mình đó chính là một chuyên gia về tài chính, đúng không ạ? Một người biết quản trị tất cả những cái dòng tiền của mình này, giúp cho mình quản trị dòng tiền tốt nhất, ít chi phí nhất và lợi nhuận của chúng ta là tối đa nhất, đúng không ạ? Và chuyên gia thứ ba nữa đó chính là chuyên gia về luật. Chuyên gia về luật. Và ba chuyên gia này sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn. Và nhớ rằng là một kiến thức đúng và khi chúng ta chia sẻ cho nhiều người thì có kết quả rất lớn, nhưng mà một kiến thức sai chúng ta chia sẻ cho nhiều người thì hậu quả của chúng ta cũng rất là lớn, đúng không ạ? Cũng giống như gì ạ? Cũng giống như là cái việc mà Phương chia sẻ cái công thức công thức ứng dụng sức mạnh tiềm thức này, đây là một bộ công thức của nguồn lực, Phương chia sẻ với tất cả toàn thể anh chị em chúng ta biết để ứng dụng, cũng là một kiến thức đúng và một kiến thức thật đã được ứng dụng và tạo ra được những kết quả vô cùng tuyệt vời rồi. Chính vì thế Phương mới chia sẻ với chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì khi Phương biết rằng là Phương chia sẻ với chúng ta những kiến thức này thì giúp cho chúng ta ứng dụng tạo kết quả, thì Phương gieo nhân tốt thì Phương sẽ gặt được một bầu trời quả ngọt, đúng không ạ? Những kiến thức này là những kiến thức đúng, những kiến thức thật đã được ứng dụng thật và đã ra được những kết quả thật rồi. Chính vì thế đây là những hạt giống tốt, đúng không ạ? Những hạt giống tốt, những kim nhân tốt. Mình gieo những nhân tố thì mình sẽ gặt được một bầu trời quả ngọt. Đó là quy luật nhân quả. Và khi mình biết chính xác con đường thành công của mình thì mình mới có thể là giúp đỡ được những người khác, đúng không ạ? Khi Phương ứng dụng sức mạnh tiềm thức này đạt được những kết quả tuyệt vời trong cuộc sống gia đình, mối quan hệ xung quanh Phương hòa hợp, cũng như là cái tài chính của Phương tăng vượt bậc, khi đạt được những kết quả đó rồi Phương mới chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Theo chúng ta thì giữa người giàu và người nghèo thì ai giúp đỡ được nhiều người hơn ạ? Đương nhiên là người giàu rồi, đúng không ạ? Người nghèo thì chính bản thân họ còn chưa giúp được, thì làm sao mà giúp được những người khác nữa, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta ứng dụng cái bộ công thức này giúp cho chúng ta trở nên giàu có thành công rồi, thì sau đó chúng ta sẽ việc của chúng ta sẽ đi gieo hạt, đúng không ạ?
chúng ta hãy trải nghiệm, hãy chiêm nghiệm, hãy ứng dụng để tạo được những kết quả rồi đã, những kết quả thật rồi thì chúng ta mới chia sẻ cho người khác, đúng không ạ? Và hay như là chúng ta mong muốn gieo hạt ngay từ bây giờ, thì khi mà chúng ta chưa ứng dụng được bộ công thức này thì việc làm rất đơn giản là chúng ta hãy chia sẻ video, hãy chia sẻ video này đến những người bạn của mình, hay như là mình tạc tên tất cả những người bạn của mình vào cái bộ video này để họ xem, họ từ trải nghiệm, từ ứng dụng để tạo kết quả cùng với mình. Đó chính là cái lý do mà Phương cũng rất mong muốn chúng ta hãy xem và hãy kỷ luật của cái bộ live stream này, thì giúp cho mình đạt được những kết quả tốt. Khi mình có kết quả tốt thì mình sẽ có được niềm tin vào cái bộ công thức này. Có như vậy thì những người bạn của mình mới ứng dụng để tạo ra được những kết quả tuyệt vời. Rồi, có một câu nói mà Phương vô cùng là tâm đắc, đó chính là đằng nào cũng phải học thì hãy học ngay từ bây giờ. Đằng nào cũng thành công thì chúng ta hãy thành công ngay từ bây giờ luôn. Chúng ta có hai con đường để lựa chọn. Xin chào bạn Hồng Thắm nha, xin cảm ơn bạn Hồng Thắm. Đằng nào chúng ta cũng chọn đây, đúng không ạ? Con người chúng ta có quyền năng lớn nhất, đó chính là quyền lựa chọn và quyền quyết định. Chúng ta có hai sự lựa chọn, một là lựa chọn thành công giàu có, gia đình hạnh phúc trọn vẹn, hai là gì ạ? Hai là nghèo. Thì đương nhiên là nghèo thì nó từ auto rồi, nghèo từ nó từ tròn đến với những mình, tròn đến với khi mà tư duy kiến thức của mình thấp thì nghèo nó từ đến với mình rồi. Chính vì thế chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là chọn sự thành công giàu có, gia đình hạnh phúc trọn vẹn thôi. Và chính vì thế chúng ta hãy học tập kỷ luật trong một thời gian dài hạn với chính bản thân mình để giúp cho mình ngày càng thành công và giàu có hơn. Đó là cách mà Phương ứng dụng quy luật nhân quả. Rồi và quy luật tiếp theo, quy luật số 4, đó là luật nhất quán. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Nhất quán từ suy nghĩ, lời nói đến hành động của mình. Mình suy nghĩ như thế nào thì cái lời nói của mình phải như vậy, và cái hành động của mình phải y chang như cái suy nghĩ của mình. Không phải là suy nghĩ một đằng, nói một nẻo rồi hành động lại một đường khác, đúng không ạ? Như vậy thì không bao giờ thành công được. Phương ví dụ đơn giản như thế này: nếu như mà mình trong công việc dọn dẹp nhà cửa của mình thôi, nếu như mà mình tập trung 100% để mình dọn dẹp cái ngôi nhà của mình cho thật gọn gàng thì đương nhiên là cái ngôi nhà của mình rất sạch sẽ, đúng không ạ? Hay như nếu mình nhất quán là gì ạ? Mình nhất quán mình sẽ dọn ngôi nhà của mình 100% để cho sạch toàn diện, sạch toàn bộ thì kết quả của mình là nhận được là một ngôi nhà của mình sạch sẽ. Còn nếu như mà mình nghĩ là mình mong muốn, mình nghĩ là mình sẽ soạn ngôi nhà này thật sạch, nhưng mà cái hành động của mình là làm phớt lờ, hành động không đến nơi đến chốn thì làm sao mà mình nhận được kết quả 100% được, đúng không ạ? Đó chính là nhất quán. Chúng ta phải nhất quán trong mọi việc. Hay như là mình ra mục tiêu cho mình, ngày hôm nay mình dậy sớm 5 giờ sáng để đọc sách. Mình nói suy nghĩ như vậy nhưng mà cái hành động của mình là đến 8 giờ mới dậy thì như vậy là nó không nhất quán, đúng không ạ? Không nhất quán thì dần dần nó sẽ tạo thành một thói quen. Bởi con người của chúng ta là một con người của chúng ta là thói quen của sinh vật của thói quen, đúng không ạ? Mình luyện tập từng tí một thì giúp cho mình có những thói quen. Và hàng ngày đằng nào chúng ta cũng luyện tập cho tiềm thức của mình thôi. Một là những thói quen tích cực, hai là những thói quen những thói quen tiêu cực. Thì chúng ta hãy lựa chọn thói quen tích cực để luyện tập cho tiềm thức của mình, giúp cho tiềm thức mình hưởng ứng, hút về với mình những cái điều tích cực, giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày một hân hoan hơn, thành công hơn, đúng không ạ? Đó chính là cách mà chúng ta ứng dụng luật nhất quán ạ. Suy nghĩ, lời nói của chúng ta phải khớp lành với nhau, phải khớp với nhau để tạo được những kết quả như suy nghĩ của chúng ta đưa ra. Và một đức tính quan trọng nhất của người thành công đó chính là trung thực. Và trong nguyên tắc thành công thứ 11 có nói là thành thật tuyệt đối với chính mình và người khác.
thành thật chính tuyệt đối với chính mình và người khác, đúng không ạ? Đầu tiên là mình phải thành thật với chính mình trước, bởi vì chỉ có bản thân mình mới biết, tiềm thức mình mới biết được. Nếu như mình nói dối với người khác thì người khác họ sẽ không biết, có thể biết hoặc có thể không, nhưng mà riêng với bản thân mình thì mình biết được đó là điều tiêu cực, đó là cái sự nói dối mà không tốt cho bản thân mình, thì chính bản thân mình là người nghe đầu tiên. Chính vì thế điều đầu tiên là chúng ta phải tuyệt đối thành thật với chính mình, sau đó mới thành thật với người khác. Bởi vì khi mình thành thật với mình rồi, con người mình như thế nào thì mình sẽ một người như vậy, mình sẽ một người thành thật đến, đúng không ạ? Và tư duy trí tuệ là khởi đầu của mọi sự thịnh vượng, mọi thành công, mọi tài lộc, mọi phát minh, khám phá vĩ đại nhất của tất cả những người giàu đó chính là thành thật, đức tính thành thật, đúng không ạ? Đó chính là cách mà chúng ta ứng dụng quy luật nhất quán này, luôn luôn thành thật với chính mình và thành thật với người khác, cách chúng ta ứng dụng nhanh nhất. Rồi, quy luật số 5 đó chính là luật cân bằng. Quy luật số 5 là quy luật cân bằng. Khi chúng ta biết ứng dụng quy luật này thì chúng ta rất là giàu luôn. Quy luật này rất là dễ ứng dụng ạ. Để mà ứng dụng quy luật này thì chúng ta phải ứng dụng tốt tất cả những quy luật mà Phương vừa mới chia sẻ với chúng ta. Ứng dụng tốt 4 quy luật ở trên, đúng không ạ? Luật trong ngoài, luật hấp dẫn, luật nhất quán, luật nhân quả, đúng không ạ? Khi mà đến cái luật cân bằng, quy luật số 5 này thì chúng ta đã luyện tập được, ứng dụng được 4 quy luật đó một cách nhuần nhuyễn, thì đương nhiên từ khác với cái quy luật cân bằng này nó từ đến với chúng ta luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì luật cân bằng được định nghĩa như thế này. Luật cân bằng là bằng, tức là tổng tài sản của bạn bằng với giá trị nội tại của bạn cộng với giá trị mà bạn trao đi cho cộng đồng. Giá trị nội tại của bạn đó chính là bộ tư duy gốc rễ, đúng không ạ? Bộ tư duy gốc rễ của chúng ta cộng với giá trị mà chúng ta trao đi cho cộng đồng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có tư duy trí tuệ của những người thành công giàu có, chúng ta ứng dụng tốt, thành công tốt trong lĩnh vực của chúng ta rồi, thì chúng ta hãy chia sẻ cái trải nghiệm, cái ứng dụng của chúng ta ra với cộng đồng. Và khi chúng ta chia sẻ như vậy thì tổng tài sản của chúng ta sẽ được tăng lên. Đó chính là quy luật cân bằng. Đó chính là bởi vì mà đó cũng chính là lý do mà vì sao Phương nói với chúng ta là ứng dụng quy luật cân bằng này rất là dễ. Bởi vì chúng ta đã biết 4 quy luật ở trước rồi, đã biết cách ứng dụng rồi, đúng không ạ? Hay là nói một cách đơn giản dễ hiểu như thế này, luật cân bằng chính là bằng quy luật trong ngoài cộng với quy luật nhân quả. Quy luật trong ngoài cộng với quy luật nhân quả, đúng không ạ? Quy luật trong ngoài là bên trong thế nào thì bên ngoài thế đấy. Bên trong của chúng ta có bộ tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại. Tư duy của chúng ta là tư duy gốc rễ của những người tỷ phú, triệu phú. Thì khi chúng ta gieo cái bộ tư duy gốc rễ đó ra cho toàn thể tất cả những anh chị em, toàn thể nhân loại biết, thì cái luật nhân quả của chúng ta là chúng ta đã gieo được nhân tốt thì giúp cho chúng ta gặt được bầu trời quả ngọt. Và bầu trời quả ngọt đó chính là cái tài sản của chúng ta, đúng không ạ? Là kết quả của chúng ta. Chính vì thế là luật cân bằng này rất là dễ ứng dụng và rất là dễ hiểu. Chúng ta hãy nhớ rằng là luật cân bằng chính bằng luật trong ngoài cộng với luật nhân quả. Như vậy là chúng ta ứng dụng cách dễ dàng nhất, dễ hiểu nhất ạ. Phương ví dụ như thế này, ví dụ như chúng ta mua một chiếc điện thoại thì chúng ta trả tiền cho chiếc điện thoại đó bằng cái giá trị nội tại của chiếc điện thoại đó, đúng không ạ? Ví dụ như chiếc điện thoại đó 20 triệu thì chúng ta trả 20 triệu đó chính là trả cho cái giá trị của chiếc điện thoại đó, đúng không ạ? Giá trị của chiếc điện thoại đó ở đây là giá sản xuất này, cộng với chi phí sale này, hoặc là cộng với chi phí bảo dưỡng bảo hành, cộng với là thương hiệu của chiếc điện thoại đó, đúng không ạ? Đó chính là gì ạ? Đó
đó chính là cái luật cân bằng. Và với quy luật cân bằng này thì chúng ta ứng dụng như thế nào ạ? Để ứng dụng được quy luật cân bằng này, việc làm đầu tiên là chúng ta tăng bộ tư duy gốc rễ của chính mình lên. Khi bộ tư duy gốc rễ của mình cao thì kết quả của mình càng lớn, đúng không ạ? Tư duy của chúng ta sẽ tạo được kết quả cho chúng ta. Và khi mình biết bộ tư duy gốc rễ của những người giàu thì mình giúp cho nhiều người cũng biết đến bộ tư duy gốc rễ của người giàu này, rồi thì chúng ta sẽ đó chính là cái giá trị chúng ta trao đi cho cộng đồng. Cũng giống như việc là chúng ta biết đến cái bộ công thức nguồn lực này, chúng ta chia sẻ cho nhiều người bạn của mình biết bộ công thức của nguồn lực này là cách mà chúng ta trao giá trị đi cho cộng đồng, đúng không ạ? Giống như việc là mình muốn dạy một người khác câu cá thì bản thân mình phải là người biết câu cá trước, đúng không ạ? Mình muốn chia sẻ với bạn mình cái bộ công thức của nguồn lực này thì bản thân mình phải hiểu, phải áp dụng, phải tạo ra được kết quả từ bộ công thức này rồi mình chia sẻ cho bạn mình, đúng không ạ? Đó chính là giá trị nội tại của mình cộng với giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Và thêm một cách nữa để mình ứng dụng quy luật này, đó chính là mình ứng dụng cái luật nhất quán. Chúng ta nhất quán từ lời nói, suy nghĩ đến hành động của mình. Đó là cách mình ứng dụng quy luật này để giúp cho mình đạt kết quả tốt hơn. Rồi chúng ta phải ghi ra cái quy luật cân bằng này nhé. Quy luật cân bằng là bằng tổng tài sản, tổng tài sản, và tổng tài sản thì bằng tư duy gốc rễ cộng với giá trị nội tại của tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị mà bạn trao đi cho cộng đồng, đó chính là luật cân bằng. Rồi như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tất cả những quy luật của vũ trụ rồi, giúp cho chúng ta ứng dụng những quy luật vũ trụ vào cuộc sống của mình, kết hợp với sức mạnh tiềm thức của chúng ta, giúp cho chúng ta đạt được những kết quả mà chúng ta mong muốn nhất, một cách dễ dàng nhất, ngắn nhất, phải không ạ? Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta quá tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả toàn thể anh chị em đã tham dự livestream ngày hôm nay cùng với Phương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta vào livestream ngày mai.